thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập một trăm sáu mươi lăm người dạng, lão hòa thượng tịnh không xin mời mở kinh văn khoa hội thứ hai mươi hai đếm xuống hàng thứ tư Mời xem từ Nguyện thứ 39 Ngã tác Phật thời Quốc trung dạng vật Nghiêm tịnh Quan lệ Hình sắc thù đặc tùng vi cực diệu vô năng xưng lượng kỳ chư chúng sanh tuy cụ thiên nhãn hữu năng biện kỳ hình sắc quan tướng danh số cập tổng tuyên thuyết giả bất thụ chánh giác nguyện danh từ nguyện thứ 39 đến nguyện 43 năm nguyện này đều là nói y chánh trang nghiêm của thế giới tây phương cực lạc cũng chính là chúng ta gọi là hoàn cảnh đời sống đặc biệt là 37 đến 41 mươi cái đoạn này là Nói trang nghiêm Diệu lạc 42 và 43 Là hương quang Phổ nhiếp Chúng ta từ ngay Trong nguyện Thứ năm Có thể khái lược Hiểu rõ Y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạc Cái nguyện này Người xưa nêu ra đệ mục Là trang nghiêm Vô tận nguyện Đại đức xưa Nói với chúng ta Nghiêm Ngã tác Phật thời Chữ ngã này là A-di-đà Phật Tự xưng A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương cực lạc Thì hiện thành Phật đã mười kiếp rồi Cho nên 48 nguyện này Mỗi nguyện đều hiện thực Không có nguyện nào Không có nguyện nào hư giả Dùng lời hiện tại mà nói Mỗi nguyện đều thực tiễn Trang nghiêm vô tận Trang nghiêm Cái gì mới gọi là trang nghiêm? Chúng ta phải có thể chân thật Thể hội đến Cái nghĩa thú ở trong này Hiện tại Cái thế giới này Của chúng ta đang đi đến thời đại của khoa học kỹ thuật cao chúng ta từ ngay trong màn hình của vi tính truyền hình vệ tinh truyền phát xem thấy rất nhiều hình ảnh mới lạ. Hình ảnh biến hóa khôn lường. Vậy có xem là trang nghiêm hay không? Lại tỉ mỉ mà quan sát. Văn minh khoa học ngày càng tiến bộ. các sản phẩm mới ra làm cho chúng ta không thể nhận ra cái này lại có xem là trang nghiêm hay không ở trong phật pháp nói đây đều là không phải trang nghiêm trang nghiêm chân thật của phật pháp là gì cần phải tương ưng với tánh đức đó là trang nghiêm thế tôn trong đại kinh nói với chúng ta tự tánh chúng ta ngay trong chân như bổn tánh vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng đức năng dùng lời hiện tại mà nói vô lượng vô biên thần thông năng lực là tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ vô lượng đức tướng Chúng ta ở chỗ này xem thấy Trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc Ở trong hoa nghiêm Chúng ta xem thấy Trang nghiêm của thế giới hoa tạng Tỳ Lô Giá Na Phật Đều là từ trong tự tánh Tự nhiên lưu sức ra Trên Kinh thường nói Pháp vốn như vậy vốn dĩ chính là như vậy đây mới là chân thật trang nghiêm vô tận khoa học chúng ta ngày nay có phát triển hơn nếu so sánh với tánh đức thì không đáng kể gì quá nhỏ không đáng để nói Làm gì có thể nói được là trang nghiêm Thế là chúng ta ở trong Phật Pháp Thể hội được Trang nghiêm chân thật của Phật Pháp Là giới định huệ Chỗ này Quốc trung dạng vật Cái thứ nhất chính là nói Nghiêm tịnh nghiêm chính là nói trang nghiêm ngày nay chúng ta gọi là chân thiện mỹ huệ có thể tương ưng với bốn chữ này mới là trang nghiêm mà trong Phật pháp nói tịnh là thanh tịnh quang lệ quang là quang minh lệ là hoa lệ toàn là tánh đức lưu lộ. Chúng ta cái thế gian này bao gồm tất cả các pháp đều không phải là chân thường. Sát na, sát na đang thay đổi. vô thường cái thế gian này bao gồm tất cả dạng vật đều là vô thường trên kinh bát nhã nói với chúng ta chúng ta có thể hưởng thụ thọ dụng cái tâm này tâm là vô thường trên kinh kim cang nói ba tâm không thể được cái ý này rất sâu rất rộng tâm quá khứ không thể được tâm hiện tại không thể được tâm vị lai không thể được thử hỏi xem bạn lấy cái gì để hưởng thụ bạn lấy cái gì để đắt có thể đắc Có thể hưởng thụ Là giả Là hư vọng Không phải sự thật Vậy thì cái bạn có được Cái hưởng thụ Lại là một việc gì? Sở đắc, sở thọ Năm dục sáu trần năm dục là thông thường người thế gian gọi là tài sắc danh thực thuyền sáu trần trong phật pháp đã nói sắc thanh hương vị xuất pháp đối tượng của sáu căn chúng ta những thứ này ở trên kinh phật nói với chúng ta nhân duyên sở sanh pháp không có tự tánh duyên khởi tánh không ngay thể tức không không thể có được đây là nói rõ năng đắc sợ đắc đều không thể được trong cái bất khả đắc bạn ngày ngày ở nơi đó sợ được sợ mất bạn sẽ sanh bệnh Cái bệnh này nghiêm trọng Còn nghiêm trọng hơn Bất cứ thứ bệnh ung thư nào Ung thư là bệnh nhỏ Không đáng kể gì Rất nhiều người bệnh ung thư Chết rồi Vì sao mà chết Sợ bà chết Giống dĩ là bệnh nhỏ Chân thật là do sợ mà chết nếu như bạn bị ung thư rồi Hoàn toàn không hề gì Không việc gì Cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải là một minh chứng hay sao Ông không bị nó hù chết Giống như Lý Cư Sĩ Loại người này không ít Rất nhiều Tôi gặp được rất nhiều Đều không việc gì Cho nên tôi nói Bệnh ung thư mà chết Đều là do sợ mà chết Chính mình hù chết chính mình Bạn nói xem có oan uổng hay không Chân thật đại bệnh Chúng ta phải nên biết Nhận giả làm thật Đây là đại bệnh Biến được Dạng pháp dai không Bạn còn có cái gì không thể buông xả Biết được nhân quả bất không bạn chắc chắn sẽ không làm ác trên thập thiệt nghiệp đạo kinh thế tôn có mấy câu khai thị rất hay ngày nói với Long Dương kinh này dạng ở trong Long Cung người đương cơ là Long Dương Sa Kiệt La ngày nói với Long Dương Bồ Tát có một phương pháp có thể khiến tất cả vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo khổ phương pháp gì vậy phật dạy bảo chúng ta ngày đêm tư duy quán sát thiện pháp Quyết không cho phép Một ly một lai like Pháp bất thiện Xen tạp ở trong Như vậy Liền có thể vĩnh đoạn tất cả ác Cái cách này rất hay Phải nên biết Cái tâm của chúng ta là tốt mỗi một người tâm đều tốt chân tâm của mỗi một người cùng tâm của chư phật như lai không hề khác nhau tại vì sao các ngài có thể thành phật chúng ta ở trong sáu cõi chịu khổ chịu nạn không gì khác tâm của người ta cũng giống như cái ly đựng nước những thứ đựng bên trong đều là thiện một chút ác đều không có cái tâm này của chúng ta thì rất đáng lo đem tất cả người xấu việc xấu của thế gian đều đựng vào trong đó tâm của chúng ta hư rồi bạn xem có oan uổng hay không những ác niệm ác hạnh của người khác không hề có liên quan gì với chúng ta vốn dĩ không có liên quan chúng ta hà tất phải đem những thứ này đựng vào trong tâm của chúng ta làm cho tâm của chúng ta bị ô nhiễm đây mới là căn bản đại bệnh cho nên giáo huấn này của phật bồ tát rất hay cư sĩ lý mộc nguyên muốn tôi viết mấy chữ tặng cho đồng tu đài lục tôi liền đem đoạn kinh văn này viết ra mười thiên đích thực là biện pháp tốt nhất chúng ta xem thấy chỗ tốt của người khác. Thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh. Chúng ta phải đem đựng vào trong tâm của chúng ta. Thấy được cái ác tâm, ác niệm, ác hạnh của người khác. Nhất định không nên đựng vào có thể làm được hay không là chân thật có thể làm được bạn không chịu làm vậy thì còn cách gì các vị thấy lần trước cư sĩ hứa triết đến chỗ này cư sĩ lý mộc nguyên thịnh giáo với bà bà có cách nhìn thế nào đối với những người ác việc ác Bà nêu ra một thí dụ nói Tôi xem người ác, diệt ác của thế gian Cũng giống như ta đi ở trên đường vậy Xem thấy người đi qua đi lại Cái thí dụ này rất hay Các vị mỗi ngày đi trên đường Người trên đường đi qua đi lại Có người nào bạn ghi nhớ trong tâm hay không? Không có Đây chính là Trong Phật Pháp đã nói thấy mà không thấy nghe mà không nghe có thể thấy được chúng ta làm đến được chúng ta ngày ngày đều đang làm trên đường xem thấy sự vật bạn có ghi nhớ trong tâm không những người nói chuyện ở trên đường bạn đều nghe được bạn có ghi nhớ trong tâm hay không hỏi bạn một người cũng không nhớ được hỏi bạn người ta nói cái gì đều không hề biết chẳng phải là thấy mà không thấy nghe mà không nghe hay sao vì sao vậy không hề đem nó để vào trong tâm Chúng ta Đối với tất cả Nghịch cảnh Ác duyên Thầy đều dùng cái thái độ này Tâm thanh tịnh của chính mình Trong chân tâm Không dung nạp một chút gì Bất thiện làm cho tâm mình tràn đầy thuần thiện con người này liền có thể làm phật phật là như vậy mà tu thành cái gì gọi là thiện cái gì gọi là bất thiện ở trên kinh phật nói với chúng ta một tiêu chuẩn thập thiện nghiệp đạo thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không vọng ngữ, không hai diều, không thêu dệt, không ác khẩu, ý không tham, không sân, không si. Phật nói ra cho chúng ta mười cái tiêu chuẩn này. ý nghĩa của mỗi một câu sâu rộng vô tận phạm vi của mỗi một điều đều là tận hư không khắp pháp giới mười điều này làm đến được viên mãn chính là phật quả vô thượng đây là trang nghiêm chân thật. Chúng ta ở đây, niềm y báo của thế giới Tây phương cực lạc. Ở trên đại kinh Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Thế giới cực lạc, y báo tại vì sao tốt đến như vậy? Lòng người tốt tâm của mỗi một người bên trong đều là đừng thiện nghiệp đừng thiện nghiệp không những là thiện nghiệp thượng thiện phật giới thiệu cho chúng ta thế giới tây phương cực lạc đều là Người thượng thiện Câu hội một nơi Chúng ta gọi là đại thiện Đều không phải là thiện nhỏ Nếu như chúng ta Mong cầu giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Bạn không tu thiện Thì làm sao được Chân thật muốn tu thiện ghi nhớ cái đoạn giáo huấn này của Phật Y giáo phụng hành Bồ Tát có thể làm được Chúng ta cũng có thể làm được Chúng ta có thể làm được Vì thì bạn liền chuyển phàm thành thánh Bạn không phải phàm phu Bạn chính là Bồ Tát Bạn làm được nó Thì bạn chính là Bồ Tát Sau khi làm được tâm thanh tịnh Tâm tịnh Thời cõi nước tịnh Tâm thiện Thì cõi nước thiện Hoàn cảnh y báo liền chuyển đổi lại Hiện tại Cái thế giới này của chúng ta Hoàn cảnh y báo Rất là không tốt Việc này mọi người đều biết Ở trên Kinh Phật Nói cái thế giới này là Đời ác năm trượt Chúng ta Vào 40 năm trước 50 năm Tôi học Phật 49 năm Giảng kinh 41 năm Khi tôi mới học Phật Đọc được trên kinh Phật nói Đời ác năm trượt Chúng ta không có cảm xúc rõ ràng Vì sao vậy? Cái thế giới này rất tốt Không hề quan sát được trượt ác vào lúc đó tình hình của đài loan rõ ràng trị an của đài loan vào lúc đó là đệ nhất đông nam á năm mươi năm trước Người tuổi tác lớn một chút đều biết. Lòng người lương thiện. Cho nên đối với cách nói này rất không dễ gì thể hội được. Bạn thấy thời gian qua được rất nhanh, chẳng qua 50 năm mà thôi. Thay đổi của 50 năm này là một trăm tám mươi độ hiện tại trượt ác hai chữ này thông thường người không nhận qua giáo dục người không biết chữ đều có thể có thể hội rất sâu sắc đặc biệt là bệnh truyền nhiễm ôn dịch đến đâu cũng đều có hiện tại chúng ta thường nghe được bò có ôn dịch heo có ôn dịch dê có ôn dịch gà có ôn dịch đến hôm nào đó đến ôn dịch ở người thì còn gì để nói không thật đáng sợ ôn dịch từ đó mà ra ô nhiễm ô nhiễm từ đó mà ra ác nghiệp mà ra người phổ biến tạo mười ác nghiệp sát sinh trộm cắp tà dâm Vọng ngữ Hai chiều ác khẩu Theo dệt tham sân si mạng Tâm ác Ý niệm ác Hành vi ác Mỗi năm đang thêm lớn Mỗi tháng đang thêm lớn Còn gì đáng lo hơn không? cho nên trong một số tôn giáo nói ngày tàn thế giới. Tôi đọc những kinh điển này. đều cảm thấy rất e ngại. Những kinh điển này không phải là người cận đại viết, đã truyền qua mấy ngàn năm. Tân cầu ước của ký Tô Giáo Cũng truyền hai ngàn năm rồi Năm nay công nguyên là năm hai ngàn rồi Chúng ta xem thấy Dự ngôn trong kinh điển của các tôn giáo Lại xem qua hoàn cảnh hiện thực của chúng ta Tỉ mỉ mà đối chiếu với nó Liền cảm thấy rất đáng sợ có cơ hội để cứu giảng hay không đây là mỗi một tôn giáo đều gần như là khẳng định có thể cứu giảng từ chỗ nào cứu giảng vẫn là từ lòng người Đến lúc nào lòng người Có thể chuyển ác thành thiện Cái tai nạn này Liền có thể hóa giải Nếu muốn thế gian này Mỗi một người đều chuyển đổi lại Thật khó Đại Đức xưa Có một thí dụ rất hay Chỉ cần ngay trong 10 người Có một người chuyển đổi lại Một phần 10 cái ý niệm thiện này người hiện tại gọi là từ trường cái từ trường thiện này liền sẽ rất lớn ác không thể thắng được thiện tà không thể thắng chánh do đó tôi hy vọng tín đồ tôn giáo của toàn thế giới đều có thể tinh thuận theo đạo lý và chân tướng sự thật trong kinh điển của họ đã nói đều có thể nỗ lực y giáo phụng hành chuyển ác thành thiện mỗi một tôn giáo đều dạy người làm thiện không có dạy làm ác Chuyển mê thành ngộ Kiếp nạn trước mắt chúng ta liền được cứu Liền có chuyển biến Việc này Chúng ta nhất định Phải chăm chỉ nỗ lực Đặc biệt là Đệ tử của nhà Phật đệ tử phật phải học phật phật là một người triệt để giác ngộ cứu cánh viên mạng người giác ngộ không giống như người chưa giác ngộ người chưa giác ngộ họ đang mê mê ở chỗ nào đem giả xem là thật thân của chúng ta là giả thế gian dạng sự dạng pháp đều là giả đem giả xem thành thật là đam mê thế là sanh ra quan niệm sai lầm tự tư tự lợi khởi tâm động niệm tất cả tạo tác đều là vì chính mình đây là quan niệm sai lầm cực lớn đây là mê không phải ngộ sau khi giác ngộ biết được mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải là thật đều là pháp nhân duyên sanh ra ngay thể tức không đều không thể được Thế Tôn ở Kinh Đại Bát Nhã Kinh này có 600 quyển Trong Phật Kinh bộ này là lớn nhất Phật nói với chúng ta Tất cả Pháp không thể được vô sở hữu Hai câu này nhắc lại mấy ngàn lần Cho chúng ta ấn tượng rất sâu sắc đây là phương pháp khéo léo của giáo học phật đà chúng ta có ấn tượng sâu sắc như vậy cho nên ở sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thường hay nghĩ đến hai câu nói này của phật chư pháp vô sở hữu tam tâm bất khả đắc tâm của chúng ta liền thanh tịnh tâm của chúng ta sẽ không bị ô nhiễm tâm của người thế gian tại vì sao bị ô nhiễm sợ được sợ mất người chân thật giác ngộ không chỉ ở trong cái thế giới hiện tiền ở trong mười pháp giới quyết định đều là với người không tranh với việc không cầu bạn nói xem thật tự tại không tranh không cầu tùy duyên qua ngày cái thân này ở thế gian này để làm gì không phải vì chính mình vì chính mình thì tạo nghiệp. Bạn tạo thiện nghiệp, quả báo của ba đường thiện. Tạo ác nghiệp, quả báo của ba đường ác. Vì chính mình thì tạo nghiệp. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, không vì chính mình. Vì chúng sanh. Cái thân thể này là công cụ vì chúng sanh phục vụ không có chính mình cho nên chính mình không có được mất chính mình không có ưu hỷ khổ lạc bạn nói xem thật tự tại toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn chúng sanh mười pháp giới đều có khổ, đều có nạn. Bạn đi hỏi xem người thế gian này có người nào không khổ? Làm quan lớn, làm tổng thống, làm hoàng đế, họ cũng khổ. Nên có câu là nhà nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Làm hoàng đế cũng không ngoại lệ. vào thời xưa gọi là trên từ hoàng đế dưới đến thứ dân thậm chí đến người ăn sinh đều là khổ không nói nên lời mỗi người đều có cái khổ của mỗi người khổ từ chỗ nào mà ra do mê mà ra không biết được chân tướng sự thật Có cầu không được thì khổ Không cầu không đắc Mới tự tại Không cầu không đắc Con người đó giác ngộ rồi Người giác ngộ tùy duyên Người mê hoặc phan duyên phan duyên thì khổ khổ là chính mình tìm đến không có người nào cho bạn khi mê rồi tâm bị cảnh chuyển bạn bị hoàn cảnh bên ngoài chuyển bạn làm gì có thể tự tại khai ngộ cảnh tùy tâm chuyển bạn liền được tự tại thế giới tây phương cực lạc là cảnh tùy tâm chuyển cho nên thù thắng như vậy trang nghiêm như vậy chỗ này quan trọng nhất là tịnh nghiêm tịnh cái chữ tịnh này cái chữ này quan trọng nhất định tâm địa phải thanh tịnh không nhiễm một trần các thứ khác đều là phụ cho nên người của thế giới tây phương cực lạc tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh chính là tâm giác ngộ không thanh tịnh chính là ô nhiễm tâm của bạn bị ô nhiễm rồi tâm người ta thanh tịnh nếu muốn tu tâm thanh tịnh cần phải kết giao bạn bè với phật bồ tát các gì tưởng tượng tại vì sao tâm của phật bồ tát thanh tịnh tâm của phật bồ tát thuần thiện chúng ta kết bạn với họ đem cái thanh tịnh thuần thiện của họ cũng đựng vào ở trong tâm của chúng ta. Thế là tâm của chúng ta cũng biến thành thanh tịnh, cũng biến thành thuần thiện. A Di Đà Phật có thể cảm được vật chất thế giới Tây phương thanh tịnh trang nghiêm tâm của chúng ta giống như ngài đến thế giới tây phương cực lạc trang nghiêm của thế giới cực lạc nguyện lực của a di đà phật biến hiện cũng là tâm thanh tịnh của chính chúng ta biến hiện ra chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này quan lệ quang minh hoa lệ quang minh từ chỗ nào mà có từ trong trí tuệ chân thật biến hiện ra đích thực phóng quang tâm không ô nhiễm thì thân không có ô nhiễm thân phóng quang minh cho nên trên thân phật có ánh sáng thân quang của phật từ đâu mà có chúng ta phải biết từ tự tánh bát nhã biến hiện ra Trí tuệ bát nhã là trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ Chúng ta người người đều có Thế giới Tây Phương cực lạc Tất cả dạng vật đều phóng quang Kỳ lạ Tại vì sao mọi thứ đều phóng quang Kỳ thật cái thế giới này của chúng ta mỗi một vật chất cũng phóng quang có thứ nào không phóng quang tại vì sao phóng quang trên kinh hoa nghiêm nói được rất hay Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Hư không pháp giới Tất cả dạng vật Đều là Tướng phần Chân tâm của chính mình Trong chân tâm Có vô lượng vô biên trí tuệ Liền có vô lượng vô biên quang minh Đã là thể của nó là tâm tánh thì làm gì không phóng quan thì làm gì có lý nào mà không phóng quan rất đáng tiếc quan của chúng ta hiện tại bị chướng ngại rồi là có quan bị chướng ngại bị cái gì chướng ngại phiền não chướng ngại phiền não là mây đen giống như mặt trời ở không trung thái dương mãi mãi là sáng lạng hôm nay khu vực này chúng ta trời mưa u ám không thấy được ánh mặt trời không phải không có ánh sáng là bị mây che mất che mất đi ánh sáng của tự tánh chúng ta chính là kiến tư phiền não Trần xa phiền não Vô minh phiền não Ba cái thứ này Che mất đi quang minh Của tự tánh chúng ta Cho nên thân của chúng ta Không có ánh sáng Không những thân không có ánh sáng Tất cả dạng vật Cũng không có ánh sáng Đều bị chướng ngại này che mất Nếu như bạn đem ba loại chướng ngại này trừ đi Liền cùng giống như thế giới chư Phật Không hề khác Thân phóng quan Tất cả dạng vật đều phóng quan Khi tôi mới học Phật Rất ưa thích đọc hư vân lão hòa thượng niên phổ tôi đọc quyển sách này bị chấn động rất lớn tôi xem qua mười biến trong niên phổ của hòa thượng có ghi chép một câu chuyện nhà phật chúng ta gọi là công án Có một năm khi qua năm mới Lão Hòa Thượng Ở tròi tranh trên núi Tròi tranh cách tự diện Cũng không xa lắm Tuy không quá xa Lúc đó là đi bộ Không có xe Cũng phải đi nửa giờ đồng hồ Nếu như có xe mà nói Về đại khái chỉ có 5 phút 3 đến 5 phút thôi Đi bộ cũng phải mất nửa giờ Khi Ngài ra đi Rời khỏi tự miếu Muốn trở lại tròi tranh Lão Pháp Sư tuổi tác lớn Đi đường không phải đi được rất nhanh người khác đi đường nửa giờ đồng hồ, ngài phải đi một giờ rưỡi đồng hồ, ngài từ từ mà đi. Tâm là định. Sắp đến trò tranh của ngài, lúc đó trời đã tối rồi. ở trên đường gặp được hai người xuất gia. người ta buổi tối đi ra ngoài thì phải cầm đèn lồng. Gặp Lão Hòa Thượng ở trên đường Đột nhiên xem thấy Ngài Lão Hòa Thượng Vì sao trời tối đến như vậy rồi Ngài không có đèn Ngài một mình làm sao mà đi được như vậy Hư Lão Hòa Thượng nghe câu nói này rồi Đột nhiên khoảng không gian trước mắt tối đen Thì ra khi Lão Hòa Thượng ra đi Là một mảng sáng lạng chỗ này chứng minh cho chúng ta cái tâm này của chúng ta chỉ cần có thời gian ngắn thanh tịnh thì liền có cảnh giới không thể nghĩ bàn ngắn ngủi hiện tiền thời gian đó của ngài không dài chúng ta dự đoán cũng chẳng qua hơn một giờ đồng hồ một đến hai giờ đồng hồ khi ngài ra đi vào thời khắc đó vĩnh viễn giữ được thời gian đó tại vì sao có thể giữ được vậy ngài không có ý niệm trong lòng không có vọng tưởng không có tạp niệm cho nên rời khỏi tự diện trời vẫn rất sáng mãi đi trời vẫn là đang sáng không hề xem thấy trời tối người khác vừa nhắc vừa hỏi hỏi thì thế nào phân biệt chấp trước liền hiện tiền không có người nhắc lời nói này ngày không có phân biệt không có chấp trước này ngày đang ở trong một thời gian không gian khác người ta vừa nhắc đến thì vừa phân biệt vừa chấp trước lập tức liền quay trở lại trước mắt là một mảng tối tâm loại thí dụ này cổ đức có rất nhiều chúng ta thường xem thấy ở trong điện tích pháp sư viên anh ở trong lời tựa của kinh lăng nghiêm giảng nghĩa cùng viết ra một câu chuyện là việc của chính mình Ngài ngồi tĩnh tọa ở trong phòng Tâm rất thanh tịnh vào lúc này vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn đột nhiên nghĩ đến sự việc này cần phải làm rời khỏi chỗ ngồi liền ra ngoài làm việc Sau khi đi ra rồi Người bỗng nhiên nghĩ đến Ta làm sao có thể ra được Dường như mình không hề mở cửa Quay trở lại xem thử Đẩy cửa vào Cửa vẫn cài trong làm sao có thể ra được Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Ngài liền không có chướng ngại Thân là giả Cửa là giả Giá cùng giả Thì có gì chướng ngại chứ Đương nhiên sẽ không có chướng ngại thế nhưng vừa có phân biệt thân là thật cửa cũng là thật vậy thì bị chướng ngại rồi hai vị đại đức này cách với chúng ta không xa đại đức cần đại sự việc mà đích thân các ngài được chứng minh cho chúng ta những gì phật đã nói trên kinh đều là sự thật tuyệt đối không phải là hư vọng Ngày nay chúng ta bị hại Là vọng tưởng phân biệt chấp trước Buổi trưa hôm nay Pháp sư Thường Huệ Cơ trường Xuân Bách Quốc Hưng Long Tự Gọi điện thoại đến cho tôi Chính là lần trước Pháp sư Minh Tục Ở nơi đây nói chuyện qua với các vị Bà được Sơn Thần Bắc Hàng mời đi ở biên giới Bị thần hộ pháp của chúng ta Cản lại Bà không qua được biên giới Gần đây Bà đang tinh tấn niệm Phật Đã có hơn 400 ngày không ngủ Ngày đêm niệm Phật Hơn 400 ngày không ngủ nghỉ tinh thần tràn đầy tôi nghe bà điện thoại âm thanh rất mạnh mẽ bà hy vọng tôi đến đông bắc thăm qua tôi nói tôi từ rất lâu đã có cái nguyện này hiện tại duyên chưa chín mùi năm tới có lẽ có thể đi thăm bà tôi không cách gì đi bà liền muốn đến thăm tôi tôi nói hoan nghênh hoan nghênh các vị đến singapore cho đồng tu chúng ta một kiến chứng bà năm nay 65 tuổi tại vì sao có thể hơn 400 ngày không ngủ nghỉ tinh thần tràn đầy đến như vậy Chúng ta ở đây xem thấy Một cư sĩ hứa triết Tôi xem thấy bà còn kỳ khôi hơn Là cư sĩ hứa triết Để chúng ta xem thấy họ Tu hành như thế nào Giáo học Phật Pháp Tam chuyển Pháp Luân Chúng ta muốn tìm những người này đến Vì chúng ta làm chứng chuyển Bà đến làm chứng minh cho chúng ta chúng ta ở trên kinh xem thấy phương pháp lý luận đích thực là có người y theo phương pháp lý luận chân thật làm đến được cái thứ này có thể làm giả sao đây mới chân thật gọi là tự tại mỗi ngày ăn cơm một bữa buổi tối không ngủ nghỉ tinh thần tràn đầy không có nguyên nhân gì khác không có tạp niệm không hề nghĩ đến ta chúng ta tại vì sao có thể mệt làm việc mới làm được mấy giờ đồng hồ không được rồi làm thời gian dài như vậy mệt quá vừa nghĩ thì lập tức liền mệt nếu như quên mất đi thời gian thì họ sẽ không mệt không có quan niệm của thời gian Chúng ta thấy cư sĩ hứa triết Bà ưa thích đọc sách Khi xem thấy sách Thì ưa thích đọc Có lúc buổi tối quên đi ngủ nghỉ Thường hay Hai ba giờ mới nghỉ ngơi Sáng sớm vẫn cứ dậy rất sớm. Chúng ta liền biết được thời gian ngủ nghỉ của bà cũng rất ít. Thời gian đọc sách của bà thì dài, thời gian làm việc dài. Không có nguyên nhân gì khác. Dùng một câu phổ thông để nói: "Quên ta. Ta quên mất rồi." liền vào cảnh giới này chúng ta không cách gì làm được chúng ta khởi tâm động nghiệp chấp trước có cái ta chấp trước kiên cố không đem cái ta buông bỏ không đem cái ta quên đi cho nên làm không được cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a -cồng com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật